Xin kính chào quý vị và các bạn. Văn học nghệ thuật chính thống của một chế độ xã hội bao giờ cũng phục tùng, phục vụ việc xây dựng và củng cố chế độ xã hội ấy. Trên cả phương diện lý luận và thực tiễn thì cũng đã chứng minh rõ ràng, văn học nghệ thuật không thể đứng ngoài chính trị, không thể tách rời khỏi sự lãnh đạo của giai cấp cầm quyền. Văn hóa văn nghệ luôn đồng hành cùng chính trị, hướng tới mục tiêu cao cả là vì con người, vì sự phát triển của xã hội. Đó là quy luật tất yếu. Thế nhưng trên thực tế, lợi dụng ảnh hưởng và sức mạnh của văn hóa văn nghệ, một số người, nhóm người vẫn cố tình đi ngược lại quy luật khách quan này. Cụ thể là trong thời gian vừa qua, một số cá nhân biến chất hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật nước nhà, được sự hà hơi, tiếp sức, kích động của các thế lực thù địch ở bên ngoài, đã lớn tiếng kêu gọi và đòi văn học nghệ thuật không phụ thuộc vào sự lãnh đạo của Đảng, đứng ngoài chế độ chính trị hiện hành. Đây là vấn đề cần được nhìn nhận và phân tích một cách khách quan để nhận thức rõ, từ đó có quan điểm lập trường vững vàng để phản bác, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đó cũng là chủ đề của chuyên mục nhận diện đấu tranh phản bác âm mưu thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên mà chúng ta sẽ cùng đề cập ngay sau đây. Thời gian qua, các kênh truyền thông và mạng xã hội đã được thiết lập để tạo kênh kết nối các lực lượng cực đoan, cơ hội trong và ngoài nước để lợi dụng lĩnh vực văn học nghệ thuật nhằm chống phá Đảng, Nhà nước. Mục đích của hoạt động này là nhằm làm tan rã niềm tin, gây hỗn loạn về tư tưởng, tạo ra khoảng trống trong những vỏ bọc văn học nghệ thuật, đánh vào thị hiếu của con người. Thông qua các loại hình văn hóa có sức hấp dẫn và độ tương tác cao như điện ảnh, văn chương, các đối tượng xấu đã lồng ghép, cài cắm một cách tinh vi những hình ảnh, chi tiết, ngôn ngữ để thông tin tuyên truyền sai lệch trong nhận thức của công chúng, tạo nên sự tự diễn biến, chuyển hóa trong đời sống xã hội. Lợi dụng cái nghệ thuật, cái sức mạnh của nghệ thuật để truyền bá cho một điều xấu, một điều sai thì nó sức lan tỏa mạnh hơn và nó công phá lớn hơn. Điều đó rất nguy hiểm. Chắc chắn một nhà văn có uy tín khi cất tiếng, khi định hướng cho người đọc một điều sai thì nó sẽ kéo theo hệ lụy rất nhiều, không chỉ thế hệ của một người đọc đó mà còn nhiều thế hệ khác nữa. Đây là một cái mặt trận mà hết sức là quan trọng, vì ở đó luôn luôn diễn ra một cái cuộc đấu tranh giữa cái thiện và cái ác, giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, và đặc biệt là giữa ta và địch. Chính vì thế, nếu như văn học nghệ thuật mà bị lợi dụng với một cái ý đồ xấu thông qua lăng kính của các văn nghệ sĩ thì nó sẽ có một cái tác động hết sức là tiêu cực và ảnh hưởng rất lớn đến tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống, phong cách cũng như thẩm mỹ của công chúng, mà đặc biệt là thế hệ trẻ. Theo thống kê hiện nay, có khoảng gần 150 hội nhóm bất hợp pháp, trong đó có gần 100 nhóm có khuynh hướng hoạt động đối lập chính trị, có quan điểm cực đoan, quá khích, sai trái, thù địch. Thông qua các nhà xuất bản bên ngoài, nhiều đối tượng văn nghệ sĩ, trí thức có quan điểm cực đoan bị lôi kéo đã sáng tác, in ấn và phát tán các tác phẩm văn học thơ ca có nội dung sai trái. Thậm chí họ còn cho rằng những tác phẩm này đã tạo nên luồng gió mới trong lĩnh vực văn học nghệ thuật và đã tiên phong thoát ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, thể hiện đúng tinh thần văn nghệ mở. Điển hình trong đó có nhóm tự xưng Ban Vận động Văn đoàn Việt Nam Độc lập, phiến diện cho rằng văn học nghệ thuật do Đảng lãnh đạo là thứ văn học nghệ thuật minh họa nghị quyết, tô hồng thực tế. Những âm mưu, thủ đoạn chống phá trên lĩnh vực văn học nghệ thuật có tác động không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm của cán bộ và nhân dân trong thời gian qua, trong đó có giới trẻ. Thậm chí có những người có tâm lý bi quan, chán nản, mất niềm tin vào những giá trị chân thiện mỹ. Đó là một nguy hại rất lớn, không thể coi thường, xem nhẹ. Trong một xã hội, nói đến chính trị là nói đến vai trò chủ đạo trong ý thức xã hội lẫn hệ thống thiết chế để đảm bảo cho sự hiện thực hóa tư tưởng chính trị. Bằng cách tiếp cận khách quan, toàn diện, khoa học Mann-Lênin đã chỉ ra, văn học nghệ thuật là một hình thái ý thức xã hội, nhưng là hình thái ý thức xã hội đặc thù
và luôn nhấn mạnh văn học nghệ thuật phải thấm nhuần tư tưởng cách mạng, có tính giai cấp, tính đảng và tính định hướng. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta thì cũng đã khẳng định rõ ràng khi dân tộc bị áp bức thì văn nghệ cũng mất tự do. Văn nghệ muốn tự do thì phải tham gia vào quá trình cách mạng. Vì vậy, dù có những đặc trưng, đặc thù nào đi chăng nữa, thì từ sự tự nhận thức, phản ánh của mình, văn học nghệ thuật vẫn phải đảm bảo mục đích góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, giải quyết những mâu thuẫn, những yêu cầu đặt ra của thời đại. Ý thức chính trị và ý thức văn học là những người bạn cùng đồng hành trên con đường đi tìm hạnh phúc. Tiếng nói chính trị và tiếng nói nghệ thuật bổ sung cho nhau, làm thăng bằng đời sống tinh thần của xã hội. Thực hiện sứ mệnh mà dân tộc, nhân dân giao phó, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo văn học nghệ thuật nhằm phát huy cao nhất tính chân, thiện, mỹ vì khát vọng cao đẹp của nhân dân và dân tộc Việt Nam. Điều đó cũng có nghĩa Đảng lãnh đạo văn học nghệ thuật không phải là sự áp đặt mà trở thành nhu cầu khách quan, không chỉ cho việc thực hiện mục tiêu, lý tưởng của dân tộc mà còn vì chính sự tồn tại, phát triển của văn học nghệ thuật, bảo đảm cho hình thái ý thức xã hội đặc thù này phát triển đúng hướng. Vì vậy, từ năm 1943, đề cương về văn hóa Việt Nam, chiến lược đầu tiên về văn hóa, trong đó có văn học nghệ thuật của Đảng, đã đặt văn hóa là một cuộc cách mạng được tiến hành đồng thời với cách mạng chính trị và cách mạng kinh tế. Quan điểm đúng đắn đó được khẳng định lại trong nhiều nghị quyết của Đảng. Quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn đề cao văn hóa, coi đó là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, là sự bảo đảm cho sự phát triển bền vững. Không có hình thái tư tưởng nào có thể thay thế được văn học và nghệ thuật trong việc xây dựng tình cảm lành mạnh, tác động sâu sắc vào việc đổi mới nếp nghĩ, nếp sống của con người. Trong quá trình lãnh đạo, Đảng không can thiệp sâu vào những vấn đề cụ thể như cá tính sáng tạo, cảm hứng sáng tác, các tác nghiệp, kỹ năng thực hành văn hóa. Đảng chủ trương đổi mới phương thức lãnh đạo đối với văn học nghệ thuật theo hướng vừa bảo đảm để văn hóa, văn học nghệ thuật phát triển đúng hướng, vừa bảo đảm quyền tự do dân chủ cá nhân trong sáng tạo, trên cơ sở phát huy tính tự giác cao của văn nghệ sĩ trí thức. Trong bài phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam 25 tháng 7 năm 2018, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, để tạo điều kiện cho văn học nghệ thuật phát triển, Đảng và Nhà nước luôn khuyến khích mọi tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo của người nghệ sĩ, xây dựng cơ chế chính sách đặc thù đối với văn học nghệ thuật và văn nghệ sĩ phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Nếu như xét về bản chất, văn học nghệ thuật không sinh ra để phục vụ chính trị, nhưng trong suốt tiến trình lịch sử của nhân loại, nó được các giai cấp sử dụng làm công cụ phương tiện trong công tác tư tưởng. Văn học nghệ thuật ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu tinh thần của con người, nhưng từ khi có giai cấp và đấu tranh giai cấp để thu hút tập hợp được đông đảo quần chúng, các giai cấp đã sử dụng văn hóa ngăn văn nghệ làm công cụ truyền bá hệ tư tưởng của mình. Trong bối cảnh của đất nước ta hiện nay, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là trách nhiệm của toàn xã hội. Trong đó thì đội ngũ văn nghệ sĩ không chỉ là người tiếp nhận định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng, mà còn là người tự nguyện đồng hành, tự nguyện sáng tạo với Đảng, với dân tộc trên con đường phát triển đất nước. Bởi vậy, văn nghệ sĩ mang trên mình trọng trách lớn lao thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ. Họ cất lên tiếng nói của nhân dân, của thời đại mình, hướng tới những giá trị thẩm mỹ và nhân văn cao đẹp. Trong đời sống xã hội hiện nay, văn hóa văn nghệ chính là nhu cầu thiết yếu thể hiện khát vọng chân thiện mỹ của con người. Nhận thức sâu sắc điều đó, trong suốt tiến trình cách mạng, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm phát triển văn hóa nói chung, văn học nghệ thuật nói riêng. Thực tiễn cho thấy, từ ánh sáng soi đường của đề cương văn hóa năm 1943, lớp lớp các thế hệ văn nghệ sĩ trí thức bằng các tác phẩm của mình, họ đã tích cực phản ánh sinh động thực tiễn cuộc sống, tham gia vào cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, góp tiếng nói mạnh mẽ, lên án các hành vi tiêu cực, đồng thời phát hiện, cổ vũ các nhân tố mới, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Các sáng tác của các văn nghệ sĩ thì nó cũng mang đến một cái sự lan tỏa rất là mạnh mẽ ở trong xã hội. Nó có từng bước để nó thấm sâu vào trong cái đời sống, thấm sâu vào trong tư tưởng của người dân. Và cái đấy là rất quan trọng. Hội văn học dân tộc thiểu số nói chung và các cái văn nghệ sĩ dân tộc thiểu số nói riêng của tỉnh Thái Nguyên có thể nói rằng họ rất là tích cực và say mê với cái sự sáng tạo của mình. Họ rất là khao khát và mong muốn được góp cái tiếng nói của mình vào cái đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh nhà.
không chỉ giữ vai trò quan trọng trong xây dựng nền văn hóa mới, đội ngũ văn nghệ sĩ còn góp phần đắc lực trong đấu tranh vạch trần những tư tưởng, quan điểm sai trái, những thói hư, tật xấu trong xã hội, đấu tranh với các luận điệu thù địch, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bằng tài năng và sự sáng tạo của mình, văn nghệ sĩ trí thức có thể làm nổi bật những vấn đề của thời đại, làm lóe sáng những khát vọng lớn lao, gợi mở, vạch đường, thôi thúc con người vươn tới lý tưởng cao đẹp. Những tác phẩm văn học nghệ thuật của văn nghệ sĩ tỉnh nhà thì luôn luôn có mặt ở mọi lúc, mọi nơi và trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Và đặc biệt trong thời gian gần đây, khi mà chúng ta đang thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, thì bằng những tác phẩm của mình, thì đội ngũ văn nghệ sĩ của tỉnh Thái Nguyên đã góp phần hết sức là quan trọng trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đồng thời góp phần xây dựng lên giá trị trường tồn của văn hóa Việt Nam. Có thể dễ dàng nhận thấy là trong suốt giai đoạn vừa qua, để xây dựng xã hội tốt đẹp, nhân văn, môi trường văn hóa lành mạnh, tỉnh Thái Nguyên thì đã tập trung nhiều giải pháp nhằm tạo mọi điều kiện cho đội ngũ văn nghệ sĩ lao động sáng tạo, cống hiến, biến văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh, là động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trong bất kỳ giai đoạn nào, cấp ủy và chính quyền tỉnh Thái Nguyên luôn xác định để tạo dựng thành công sự phát triển xanh, bền vững, thì nền tảng đó phải bắt đầu từ việc xây dựng nền văn hóa xanh, môi trường xanh, hướng con người với lối sống đẹp trở thành ý thức tự giác. Điều này được người đứng đầu Đảng bộ tỉnh khẳng định trong hội thảo khoa học phát huy giá trị văn hóa Việt Nam với khát vọng xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện diễn ra mới đây. Nếu tăng trưởng kinh tế không đi đôi với việc giữ gìn bản sắc dân tộc, bản sắc văn hóa và đặc biệt là cái nền tảng tinh thần mà chúng ta không quan tâm chăm chút bồi đắp, nó như là một cái cây mà chúng ta không chăm chút chăm bón hàng ngày, thì cái nền tảng đó nó sẽ khô héo đi. Nền tảng để xây dựng vun đắp nên một xã hội bình yên, hạnh phúc, đó là những vấn đề mà chúng tôi rất là mong muốn. Không chỉ bằng lời nói, quan điểm chỉ đạo mà tư tưởng này đã được cụ thể hóa bằng các nghị quyết, chương trình hành động. Mới đây nhất, tại kỳ họp thứ 12, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa qua, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đầu tư nhà văn hóa, khu thể thao xóm, tổ dân phố giai đoạn 2023-2025 được tỉnh ban hành với nguồn kinh phí hỗ trợ gần 200 tỷ đồng được thông qua. Đây là hành động thiết thực, quan tâm xây dựng thiết chế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân ngay từ cơ sở. Nhân dân, cán bộ tôi rất là phấn khởi, rất mong được cái nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống để đảm bảo được cái nhu cầu sinh hoạt của văn hóa của cộng đồng dân cư nói chung. Trong lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật, những năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động văn học nghệ thuật phát triển, đáp ứng ngày càng tốt hơn đời sống tinh thần của nhân dân và khát vọng sáng tạo, cống hiến của đội ngũ văn nghệ sĩ. Lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao quà nhân các cái dịp kỷ niệm. Thế và các cái tác phẩm tiêu biểu đấy thì lãnh đạo tỉnh cũng rất quan tâm, động viên, khuyến khích và trao giải thưởng cho các tác phẩm tiêu biểu của văn nghệ sĩ. Và tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới, với cái khả năng sáng tạo của các văn nghệ sĩ, thì văn học nghệ thuật của tỉnh Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát triển ở một cái tầm cao mới. Làm thế nào để giúp cho văn nghệ sĩ tiếp cận sâu hơn vào đời sống, có nhiều thông tin hơn, có nhiều tư liệu hơn, thì từ đó mới có thể sáng tạo được những tác phẩm mà mang tải hơi thở đời sống, mang tải những giá trị bền vững. Từ sự quan tâm, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện của địa phương và các cấp ngành, những người làm công tác văn hóa, đội ngũ văn nghệ sĩ sẽ được tiếp thêm động lực, phát huy tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của người nghệ sĩ, đem tài năng của mình sáng tạo nhiều hơn những công trình, tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, phục vụ công cuộc đổi mới, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Chân lý này đã được khẳng định. Như vậy thì cùng với sự nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước, tăng cường ý thức trách nhiệm của mỗi công dân, thì cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của những người văn nghệ sĩ chân chính với những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ và tiến bộ, phản ánh chân thực đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới của đất nước. Họ chính là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật, một trong những mặt trận liên quan đến sự tồn vong của một dân tộc,
Đến đây thì chuyên mục Nhận diện của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình này số tháng sau.